chương 1 Hồng Trần Như Mộng Nguồn Mê Truyện Audio Com Ngày 23 tháng 2 năm thiệu kỳ thứ ba, trời đất âm u, đã giữa xuân nhưng cái rét vẫn còn cắt da cắt thịt, mưa xuân rã rít thấm ướt đất mềm như những giọt nước mắt thiếu nữ thê lương mà lạnh lẽo. Hoàng cung đại sở, đèn cây sáng trưng, rực rỡ huy hoàng làm người ta không hề cảm nhận được sự khắc nghiệt của thời tiết. Trong phút hưng điện, trên thư án chạm khắc tinh xảo, Thiệu kỳ đế ung dung ngồi, tay ôm trọn nữ tử như hoa như ngọc vào trong ngực, không ngừng vuốt ve âu yếm. Quánh nhi, nàng thật đẹp, nữ tử tựa trong lòng nghe vậy, bật cười thanh khách, mắt nhu tình long lanh như nước ngước nhìn nam tử. Thánh Thượng, người lại trêu đùa thần thiếp. Trẫm không nói đùa, trong mắt trẫm oánh nhi luôn là nữ tử đẹp nhất. Nhưng hoàng hậu tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn thần thiếp rất nhiều, nghe nữ tử nói vậy, thiệu kỳ đế trong mắt rất nhanh xẹt qua tia chán ghét hắn bất mãn búng nhẹ lên chóp mũi nữ tử. Không được nói lung tung. Nàng ta còn không xứng để so sánh với nàng, thấy nữ nhân mình yêu e gia, gia một cái rất đáng yêu, chớp mắt đẹp đáng thương nhìn mình, thiệu kỳ đế mềm lòng, rút từ trong ngăn gỗ ra một thánh chỉ đưa cho nữ tử. Nữ tử, à không, nói đúng hơn là bạch quý phi nhận lấy thứ màu vàng uy nghi ấy từ từ mở ra đọc. Trên mặt biểu lộ vô cùng ngạc nhiên cùng sợ hãi, trung rẩy nhìn nam nhân trước mặt hoàng thượng, việc này, thần thiếp nhìn nữ tử bị dọa cho sắp khóc thiệu kỳ đế vô vàng sủng nịch an ủi. Quánh nhi, không phải sợ gì cả, nàng xứng đáng. Nhưng, hoàng hậu tỷ tỷ, nàng ta, trẫm sẽ không cho nàng nhìn thấy mặt trời ngày mai, lúc nói đến điều này, thiệu kỳ đế trong mắt xẹt qua tia dãy dụa, trước mắt hiện ra nhan sắc tuyệt mỹ khuynh thành, nhưng rất nhanh dãy dụa được thay bằng sự quyết tuyệt cùng thù hận biến hóa nhanh đến nỗi người trước mặt không kịp nhận ra lúc này bạch khả oánh đang đắm chìm trong cảm xúc sung sướng chiếu phế hậu chiếu phế hậu quả thật là nó nàng đã đợi nó rất lâu rồi che giấu sự kích động trong đáy lòng bạch khả oánh lo sợ nhìn lên nhưng không nhưng gì cả quánh nhi nàng chính là quá thiện lương rồi đợi phế chỉ này ban bố trẫm sẽ lập tức sắc phong hậu vị cho nàng để nàng có thể cùng trẫm sánh vai ngồi nhìn thiên hạ, nhìn sự ôn nhu cùng yêu thương trong mắt người nam nhân trước mặt, Bạch Khả oánh vô cùng thỏa mãn. Bạch Khả y a à, Bạch Khả y, ngươi cũng có ngày hôm nay. Nhìn xem nam nhân ngươi yêu khắc cốt bị ta mê hoặc như thế nào. Ha ha đây là sự trả giá cho việc dám kinh thường Bạch Khả oánh ta. Che giấu sự đắc ý nơi đáy mắt, nữ tử tựa vào lòng nam tử chọc hắn nhộn nhạo một phen. Bế nữ tử đứng dậy ra khỏi thư án tiến thẳng vào mật thất để lại một tràng cười mị hoặc trầm thấp vang vọng thắp căn phòng. Nhưng họ không hề phát hiện ra khi nam tử bế nữ tử đứng dậy đuôi váy của nữ tử vô tình đụng phải cây bút bên trong nghiêng mực, làm một giọt mực văng lên chiếu thư màu vàng chưa kịp cấp trên án thư. Giọt mực chậm rãi lan rộng nhòe đi một chữ hậu nhỏ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Chương 2 Bỉ ngạn hoa Huyết hận nhân sinh Nguồn, mê truyện audio com nhìn đôi nam nữ quấn dao trên giường không ngừng phát ra những âm thanh thô bỉ bạch khả y giận quá hóa cười hay tuyệt rất tốt một người là đường mụi nàng cưng chiều nhất một người là phu quân nàng yêu thương nhất hai bọn họ cự nhiên thông đồng phản bội nàng nếu không nhờ nghiệp kính đài này nàng có lẽ cũng không biết được tại sao mình lại chết mạc khanh a à mạc khanh những năm qua ngươi giả vờ yêu thương ta như vậy thật cực cho ngươi rồi ha ha tiếng cười trầm thấp của u hồn vang vọng cả địa phủ bạch khả y nàng khi còn sống một mực yêu hắn vì hắn mà không tiếc bất cứ giá nào dùng thân phận quận chúa cao quý của đại sở tạo dựng thế lực cho hắn thay hắn bao che việc xấu giúp hắn ám hại trung thần tàn sát huynh đệ đưa hắn từ một hoàng tử thất sủng ti tiện lên ngôi cửu ngũ chí tôn thậm chí nàng còn dùng máu thay hắn dẫn độc thân thể suy yếu nên sảy mất đứa bé chưa kịp có hình hài từ nay về sau không còn khả năng làm mẹ nữa. Ha ha vậy mà, lúc hắn ổn định thế lực việc đầu tiên hắn làm là phế nàng, lập đường muội nàng làm hậu. Dùng chính lý do nực cười kia để phế. Bạch hoàng hậu không tài không đức, không thể hoài thai, phạm phải thất điều, phế đi hậu vị biếm vào lãnh cung, nhớ lại cái cảm giác bi thống khi ở lãnh cung, bạch khả y trong mắt toàn là hàng khí. Hắn thế nhưng ban cho nàng một ly rượu độc. Nực cười, mạng của nàng nàng tự mình định đoạt một ngọn lửa tự mình tạo dựng một ngọn lửa thiêu cháy lãnh cung một ngọn lửa từng chút một nóng rực phả vào da thịt nàng từ từ thiêu nàng thành tro bụi nghiệt kính đài nhìn thấu vạn sự thế gian lần nữa biến ảo phản chiếu bóng dáng một nam tử hắn đứng dưới tàn liễu bên bờ sông tay nắm chiếc khăn tay một giọt nước mắt lăn dài trên má xin lỗi nam tử lẩm bẩm một mình trên tuấn nhang là vô vàng thống khổ Hắn thế nhưng khóc, hắn thế nhưng vì nàng mà khóc. Ha ha, nàng hại hắn thân bại danh liệt thế nhưng đến cuối cùng chỉ có hắn khóc thương cho nàng. Buồn cười biết chừng nào. Hai dòng huyết lệ vì sự căm hận cùng đau thương mà chảy xuống, một giọt vô tình rơi trên đóa hoa bỉ ngạn đỏ tươi. Nhật Nguyệt Quỷ thần chứng giám, Bạch Khả y ta xin thề, nếu có kiếp sau nhất định ta sẽ trả lại cho tất cả những người đã nợ ta gấp trăm gấp nghìn lần điều ta đã gặp phải xin hãy để lời thề này khắc ghi vào máu, đời đời kiếp kiếp không quên, bên cầu nại hà, tiếp nhận nước vong xuyên từ mạnh bà, u hồn khẽ nhủ. Mạc Hàng Phong nếu kiếp sau gặp lại ngươi, ta nguyện dùng cả đời để trả nợ, chuộc lại toàn bộ lỗi lầm mà ta gây ra, thực xin lỗi, thân ảnh cô tịch khuất bóng, đóa hoa bỉ ngạn chứa dọc huyết lệ của nàng chợt rực đỏ như máu. Một nhân kiếp mới bắt đầu họa hay phúc là tự người định sẵn, hoa nở ngàn năm hoa bỉ ngạn hoàng tuyền huyết nhụn nổi bi thương gông hoa hữu dịp vô tư ngộ vạn kiếp luân hồi vạn kiếp vương. Chương 3 Trọng sinh Nguồn Mê truyện audio com Đứng lại Đứng lại cho ta Mẹ kiếp Dám phá hỏng chuyện của lão tử, Hôm nay lão tử nhất định phải cho ngươi một trận đến phụ mẫu ngươi cũng không nhận ra, một đám người vội vã đuổi theo một nam tử đang chạy thục mạng trong một ngõ nhỏ. Chạy được một đoạn thì phát hiện là ngõ cục, nam tử thang một tiếng xui xẻo, ưu nhã xoay người lại chờ đón những người phía sau. Ha ha chạy nữa đi, sao lại dừng lại rồi hả, tên béo ục ịch cầm đầu đám người thấy người phía trước dừng lại, đắc ý mở miệng, đôi mắt hiếp của hắn không ngừng đánh giá trên dưới aiui hóa ra là một tên tiểu tử mặt trắng nhìn xem ôi làn da này dung mạo này quả thật non mịn cực phẩm thế nào tiểu huynh đệ có hứng thú đi chơi vài vòng với đại ca không a à, nhìn ánh mắt dâm tà trần trụi của lũ người trước mặt bạch khả y thật muốn vứt hết mấy cái đoan trang thục nữ sang một bên chỉ tay lên trời mà mắng cái thế đạo gì thế này bây giờ thịnh hành kiểu ăn hết cả nam lẫn nữ sao nhớ lại lời tiểu vi mới nói trước khi ra cửa quận chúa yên tâm người vận nam trang như thế này chắc chắn sẽ không ai nhận ra an toàn hơn rất nhiều a à. an toàn cái con khỉ gặp phải tên nạc mở không chừa thế này thật ba đời xui xẻo a à, hơn một năm nàng trọng sinh sống lại đã hơn một năm đúng năm nàng 14 tuổi sự thật cũng quá cẩu huyết rồi ai bảo uống canh mạnh bà qua cầu nại hà là quên hết thảy tiền kiếp thanh thanh thản thản đi đầu thai lừa quỷ Nàng chính là u hồn lượng quanh địa ngục vài vòng rồi nhưng giờ vẫn sống sờ sờ đấy thôi. Nhưng mà nhờ lần sống lại này, nàng mới chân chính ngộ ra được, không chỉ nữ tử mà nam tử xinh đẹp ra đường cũng rất nguy hiểm a, à, nhất là gặp phải loại người nam không buông, nữ không tha, bd không chừa này. Chật chật. Quả thật xinh đẹp quá cũng là cái tội. Thế nào tiểu tử suy nghĩ thế nào rồi hả? Nghe vậy, Bạch Khả Y ưu nhã cười, khuynh thành tuyệt mỹ làm mấy người xung quanh không khỏi nhìn ngơ ngác. Bước lại gần nam tử béo ị, bàn tay thon dài vươn ra phủi bụi trên vai hắn. E -gia, gia đại ca ca, huynh tốt như vậy sao ta nở từ chối, chỉ là người ta ngượng ngùng nha, huynh với ta lên phía trước nói chuyện được không? Được được. Các ngươi đều chờ hết ở đây cho bổn thiếu gia. Dạ. Thiếu gia hoàn toàn bị nhan sắc mê hoặc, tên béo ị không hề phát hiện sự giảo hoạt cùng lãnh ý xẹt qua đáy mắt, nam tử. Khi hai người vừa đi ra khỏi ngõ cục thì chưa kịp nói gì người ta đã nghe thấy tiếng hét như bị chọc tiết của ai đó. Khi bọn thủ hạ chạy lại thì chỉ thấy chủ bọn hắn đang nằm co rúng trên đất, tay ôm chặt, của quý, không ngừng kêu la. Nhanh! Bắt tên tiểu tử đó cho ta. Nhất định phải cho hắn sống không bằng chết. Dạ, nghe tiếng người đuổi ở phía sau, Bạch Khả Y thầm than không tốt. Hôm nay ra đường cũng quá xui xẻo đi. Nàng chính là định ra tay nghĩa hiệp thử cái cảm giác trừ bạo cho dân trong tuyết, ai mà ngờ được lại chọc trúng nhi tử yêu quý của thành chủ đại nhân. Chật! Làm người tốt không dễ a. À, vừa rẽ vào một ngõ nhỏ thì không may đụng trúng một người, va và vào lồng ngực cứng rắn của ai đó khiến nàng đau đến trợn mắt. Nước lên nhìn nam tử khoác áo choàng đen không rõ mặt mũi trước mặt, linh quan chợt lóe, lập tức không nói một lời kéo hắn vào góc tường khi đối phương còn chưa kịp định thần thì đã thấy người phía trước cởi áo nới dây lưng ném qua một bên rút trâm ngọc ra làm mái tóc đen bóng xỏa xuống hắn chính thức ngốc lặng rồi nàng thế nhưng là một cô nương quan trọng hơn là nữ tử này còn lột sạch đứng trước mặt hắn khụ thì nói đúng hơn là chỉ cởi mỗi áo khoác ngoài nhưng như vậy cũng có phải quá là di nàng đang làm gì chỉ thấy người nào đó vươn tay qua vai hất tung mũ áo choàng của hắn, kéo hắn lại, nhón chân lên nhắm tịt mắt lại và hôn. Phải là hôn. Đây là cái sự tình quỷ quái gì? Hắn cũng quá ngốc lặng rồi. Nhanh. Lục soát cho ta. A à, ở đây có người. Chương 4. Tái ngộ. Một đời một kiếp. Nguồn. Mê truyện audio.com khi một tốt người tiến lại thì bắt gặp một đôi nam nữ đang diễn cảnh nóng. Nữ tử xinh đẹp đôi má ửng hồng thấy người lạ xuất hiện chỉ kịp A à một tiếng chui tọt vào lòng nam tử, vùi đầu vào ngực hắn. Nam tử anh tuấn bước người, cả người tỏa ra hàng khí không giận mà uy, một cổ khí thế nhiếp nhân làm tâm thần sợ hãi, mày kiếm trao lại hiển nhiên không vui khi bị người khác quấy rầy. Thấy hai người đó không phải nam tử bọn chúng cần tìm, mấy người kia mang bản mặt bừng tỉnh đại ngộ, Phóng ánh mắt tới ý tứ chúng ta cái gì cũng không thấy, các ngươi cứ tiếp tục rồi quay người chạy mất. Thấy nguy hiểm qua đi, Bạch Khả Y chui từ lồng ngực nam tử ra, vừa định cảm ơn người nào đó thì bắt gặp cặp mắt đen lấy thâm thúy nhìn nàng. Đôi con ngươi màu hổ phách, lạnh lẽo mà sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn nàng vào trong đó, ngốc lặng. Đôi mắt này. Đôi mắt mà nàng có chết cũng cũng không quên được. Gương mặt này gương mặt mà có mơ nàng cũng muốn nhìn thấy. Hắn. Thật là hắn. Ưm. Ừ. Chưa kịp định thần, bỗng cảm thấy phía trước bóng người to lớn áp xuống, môi có thứ gì đó mềm mại, lành lạnh chạm vào. Đầu ngay lập tức bị người khác cố định. Một nụ hôn cuồng giả bá đạo ập đến. Hắn ra sức cặm cắn mút vào đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nàng, dây dứt truyền miên như một sự trừng phạt. Nàng bị hắn làm đau bất giác kêu một tiếng chỉ chờ có vậy, đầu lưỡi bá đạo cậy mở hàm răng trượt vào cuốn quít lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, ra sức công thành đoạt đất, không biết qua bao lâu, khi nữ tử đã không còn dưỡng khí mềm nhũng dựa nơi ngực hắn thì hắn mới lưu luyến buông ra. Nhìn cặp môi sưng đỏ còn lưu lại dấu răng mờ mờ, người nào đó bất giác cảm thấy thỏa mãn. Hừ! Đây là sự trừng phạt của mặt hàng phong hắn dành cho nàng. Nữ tử lớn mật. Dám đùa bẩn hắn, lợi dụng hắn thì phải chuẩn bị đón nhận hậu quả bỗng nữ tử ngước khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành lên đôi mắt ướt ác nhìn nhìn một cổ ủy khuất trào dân nơi đáy mắt đôi mắt ấy long lanh ngập nước có cả đau lòng cùng bi thương khó tả thật sâu đánh vào lòng hắn không biết tại sao nhìn một bộ dạng đáng thương hề hề của ai đó mặt hàng phong có chút luống cuống không biết phải làm gì có phải khi nãy hắn làm nàng đau không hắn cũng không phải cố ý a à lúc đầu chỉ nghĩ trừng phạt nàng một chút nhưng không biết sao lại trầm luân vào đó, muốn buông cũng không buông được. Khi nàng chủ động hôn hắn, mặc dù chỉ như chuồng chuồng lướt nước nhưng lại làm toàn thân hắn tê dại. Cảm xúc mềm mại chợt tan làm hắn có chút luyến tiếc. Vì vậy khi nhìn nữ tử e lệ trốn vào ngực hắn, hai má ửng hồng pha chút sợ hãi, hắn lại không thể nào kiềm chế được cúi xuống hung hăng hôn nàng, như để biểu thị tức giận và như thể là bị linh hồn dẫn dắt từ cảm giác này không tệ lắm cũng không bài xích hay khó chịu như hắn tưởng nếu cung trạch vũ mà có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhảy tưng tưng chạy mấy vòng thành vì kích động a a a đại ma vương hoàng tục rồi ăn thịt rồi ân ừ, mặc dù cái cách hoàng tục này có hơi biến thái khụ là hơi mất hình tượng nhưng dù gì cũng là có dấu hiệu đáng mừng a à. nhìn tiểu bạch thỏ trước mặt mạc hàng phong có cảm giác tội lỗi ngập trời ấp úng nửa ngày mới nói được ba chữ thật xin lỗi nhìn người nào đó luống cuốn nói ra ba chữ nàng vừa tức vừa buồn cười cả kiếp trước và kiếp này hắn cũng chỉ nói được mỗi một câu a ta nói cho ngươi biết ngươi dám cướp mất nụ hôn đầu của ta nhất định phải chịu trách nhiệm với ta ngươi không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy thân trả nợ vậy nên ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi gã cho ta đi nói xong chưa kịp đợi ai đó định thần đã chạy vụt đi Mặt hàng phong kiếp này ta tuyệt đối không buông tay ngươi Bỗng nàng dừng lại, xoay người Nhớ kỹ, Bạch Khả Y là tên của ta Nở một nụ cười xinh đẹp đến kinh tâm động phách rồi xoay người chạy mất Bạch Khả Y, thú vị Bạc môi khẽ câu lên một đường cong Đôi mắt thâm thúy ánh cười nhìn nơi nữ tử vừa biến mất Chương 5 Người bị dị ứng à, nguồn Mê truyện audio.com Khuyên náo qua đi ngõ nhỏ lập tức chìm vào tĩnh lặng vốn có nam tử rủ mi thu lại ánh cười nơi đáy mắt con ngươi lành lạnh huyền bí khôi phục vẻ cao quý bức người một bóng đen chợt hiện quy củ hành lễ với nam tử trước mặt chủ tử mọi việc đã giải quyết ổn thỏa có thể lập tức khởi hành đi thôi rời khỏi ngõ nhỏ một đoạn khá xa bạch khả y mới dừng lại vỗ vỗ trái tim nhỏ bé đang chạy loạn a à, dọa chết nàng rồi sao lại gặp ngay lúc này cơ chứ không phải giống như kiếp trước còn một tháng nữa hắn mới khải hoàn trở về hay sao? Ôi ôi hình như vừa nãy nàng còn cưỡng hôn hắn a à, chết chết, thật may là nàng chạy nhanh, nếu không nàng thật có thể đào một cái hố để chui xuống luôn rồi gặp quỷ. Quả thật gặp quỷ. Nhớ lại hành động to gan lớn mật nào đó của bản thân, Bạch Khả Y có loại xúc động muốn đi đầu thai lần nữa. Đáng chết. Tất cả đều tại con tiểu hồ ly nào đó suốt gần trăm năm ở địa ngục luân hồi không ngừng lại nhảy tim nhiễm vào đầu nàng toàn những chuyện bậy bạ. Nào cái gì là bình đẳng nam nữ, nào là cái gì phải mạnh mẽ tự cường, nào là cái gì ngu xuẩn tam tòng tứ đức đều toàn bộ vứt hết. Khụ. Còn có cả cái gì nghìn lẻ một cách dụ dỗ và đùa bẩn nam nhân. Nàng thế nhưng bị nhỏ đó nhập thật rồi ân. Nhưng hình như cảm giác cũng không tệ, nhỉ? bất giác đưa tay lên chạm vào cánh môi vẫn còn sưng đỏ, nơi đó vẫn còn vương lại hơi thở nam tính chưa kịp tan, nữ tử nào đó bỗng nhiên ngẩn người cười. Một đời một kiếp a, nụ hôn này, xứng đáng, cách đó không xa, một nữ tử vận lục y vội vã chạy đông chạy tây tìm người. Sau khi thấy được chủ tử nhà mình một bộ dạng ngu ngơ đứng bên góc nhỏ thì lập tức hưng phấn nhảy dựng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy hớn hở chạy qua. Tiểu thư a, người hù chết em rồi. Người thế nhưng như thế nào đột nhiên biến mất a à, thấy đối phương không thèm để ý đến mình, trên mặt còn mang cái biểu tình thiếu nữ hoài xuân thì Lục yên lập tức bị dọa đến nhảy dựng. Có cái gì đó không đúng a à, lay lay người trước mặt vài cái, Tiểu Nha đầu dậm chân quất ức hét to. Tiểu thư a à, tiểu thư, tiểu thư khi dễ người bị cái giọng oanh vàng của ai đó dọa tỉnh, Bạch Khả Y liếc mặt nhìn màn ăn vạ quen thuộc nào đó, bất giác dây dây thái dương nàng bắt đầu thấy hối hận khi đưa nhỏ này theo rồi, bất chợt màn ăn vạ kết thúc nhanh hơn dự kiến, nhưng thay vào đó là câu nói vô vàng ngây thơ và cực kỳ đáng gợi đòn. Di, tiểu thư, y phục của người sao thế kia? Ô ô mặt người sao lại đỏ như vậy a? À, còn nữa, môi người bị dị ứng à? Chương 6 Không chờ được nữa Nguồn Mê truyện audio.com Bạch Khả Y vừa nghe thấy tiểu Nha hoàng ngây thơ hỏi hỏi, trên mặt cũng bách đỏ bừng, ho khụ một cái che đi vẻ chột dạ, hung hăng trợn mắt trừng nha đầu trước mặt, Lục Yên bỗng dưng bị chủ tử phát hỏa, Hoang Mang ủy khuất xoắn xoắn ngón tay. Nàng làm gì sai nha? Đâu có. Nàng chỉ hỏi đúng sự thật thôi mà, nhìn bộ dạng mong manh chực khóc của ai đó, Bạch Khả y nuốt vào không được mà phát hỏa cũng không xong. Được rồi. Nàng sai. Nàng đầu hàng vô điều kiện có được không hả? vẫn là không nên trách quan nha đầu này. Hừ sau này nhất định phải tìm tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện hung hăng chà đạp một phen mới được. Vị nam chính trong câu chuyện nào đó ngồi không cũng bị ghi nợ. Trường kỳ truy thê gian nan A hiện trường vụ việc lâm ly bi đắc này hiển nhiên đã diễn ra rất nhiều lần. Và tất nhiên lần nào Bạch Khả Y cũng thất bại thảm hại. Hảo đi. Bạch Khả Y nàng không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ nước mắt mỹ nhân. Nhìn xem, nhìn xem làm tiểu nha đầu này khóc lóc đáng thương như vậy người ngoài không phỉ nhổ chết nàng thì nàng cũng tự phỉ nhổ chết mình a à, hay mấy năm nay quả thật người tốt không dễ làm lúc nãy em tìm ta có việc gì sao a à, người mà không nhắc chắc em cũng quên mất lúc nãy có tin tức từ đế kinh truyền đến em nghĩ chắc bên đó đã không chờ được rồi bạch khả y chậm rãi nhận phong thư trong tay lục yên ưu nhã lật mở mắt phượng xinh đẹp bỗng trở nên âm u huyền bí, nét cười dễu cật từ từ tràn ra khỏi khóe môi. Ừ, quả thật là không chờ được nữa, màn đêm buông xuống, làn gió lành lạnh thổi qua tạo nên vài âm thanh thi mỹ nhưng cũng thật quỷ dị. Trong một khách điếm của Giang Thành, nữ tử vận Lam Y ưu nhã ngồi, ung dung lật từng trang sách cổ. Góc nghiêng hoàn hảo làm nổi bật ngũ qua tinh mỹ, làn da mịn màng mà bạch ngọc còn thẹn không bằng. Mỹ nhưng không tục, Ông nhã nhưng không làm lu mờ đi khí chất cao quý sinh ra trên người nàng. Hảo cho một câu khinh thành nữ tử, rèm cửa chợt đinh đang chuyển động, một bóng người ngược sáng xuất hiện trong căn phòng. Người lại đến trễ rồi. Chương 7 Huyết Vân Lệnh Nguồn Mê Truyện Audio com Nghe tiếng nói nhàn nhạt của nữ tử, bóng người hừ một tiếng, cũng không hề có ý định nói thêm câu nào nữa. Bạch Khả Y thấy ai đó một bộ dạng giận dỗi, cười khẽ một tiếng, rút từ trong cặp lồng ra một bọc giấy cùng một bình rượu. Bọc giấy vừa mở, mùi gà nướng thơm nứt lập tức lan tràn khắp căn phòng. Nương theo ánh đèn còn có thể nhìn thấy một con gà vàng rụm, trơn bóng mê người, thập phần đánh sâu vào thị giác, lập tức chỉ nghe vù một cái, cái bóng người vốn đang cao ngạo làm giá nhanh như chớp chụp lấy con gà, ngang nhiên ngồi xuống xé ăn ngấu nghiến. Hừ! Xem ra tiểu nha đầu nhà ngươi còn có lương tâm, nói xong, lại ực một ngụm rượu rồi tấm tắt khen ngợi. Hảo tử. Hảo tử, Bạch Khả Y lắc đầu nhìn nhìn lão nhân trước mặt. Đây là nàng sư phụ A, ngoài cha nương thì nàng cũng chỉ duy nhất để ý người thân này. Kiếp trước, vì cái tình yêu ngu muội đó, nàng phản bội sư môn, mang bí kiếp tổ truyền của sư phụ tự tay giao cho địch, dùng độc thuật ám hại trung thần, dùng y thuật lừa tâm thiên hạ. Sư phụ biết chuyện, nhưng cũng không nở xuống tay với nàng, Hỏa giận công tâm suýt nữa mất mạng. Người chỉ cho nàng một ánh mắt thất vọng, đóng lại lối vào của Dực Hoa Cốc, vĩnh viễn không màng thế tục ngoại nhân và cũng xem như không có đồ đệ là nàng, nhớ đến đây, Bạch Khả Y khóe mắt đã không kìm được đỏ lên. Lão nhân này lúc nào cũng vô tâm vô phế, vẻ ngoài tiên phong đạo cốt nhưng nội tâm lại là một lão hoang đồng, luôn trừng mắt chê bai nàng, luôn theo nàng đòi ủ rượu nướng gà cho lão luôn cầm gậy đuổi nàng chạy ba vòng cốc nhưng lại luôn bao che nàng mọi khuyết điểm luôn hung hăng dạy dỗ nhị sư huynh khi dám ăn hiếp nàng truyền thụ cho nàng tâm huyết một đời của lão đây là nàng sư phụ a đây là nàng thân nhân a ngu ngốc của kiếp trước nàng tuyệt sẽ không phạm nữa nếu thiên ý đã cho nàng trọng sinh thì thân nhân nàng nàng thề chết bảo vệ kẻ thù của nàng nàng cho chúng chết không chỗ chôn cảm nhận ánh mắt khác thường của bạch khả y lão nhân ngước mắt lên nhìn rồi lại biểu môi bất mãn. Nha đầu thối. Đừng nói với ta là con tiếc mấy thứ này đi. Hừ. Ta nói cho con biết, ăn cũng đã ăn rồi, có hối hận cũng không kịp đâu. Trến tráng bạch khả y lập tức xẹt qua ba đạo hắc tuyến. Hảo đi. Vẫn là đừng nói cái gì lâm ly bi đát, sư đồ tình thâm trước mặt lão nhân này. Đây là hoàn toàn sát phong cảnh A, bạch khả y vô ngữ liếc mắt nhìn lão nhân nào đó, nhìn mặt con giống loại người keo kiệt vậy sao? Giống nhìn tiểu đồ nhi bị chọc tức đến nghe răng trợn mắt, lão nhân vô cùng thỏa mãn, móc móc thứ gì đó trong ngực ra ném lên mặt bàn rồi lại vùi mặt vào ăn chân gà nướng thơm phức, bạch khả y liếc mắt nhìn vật trên bàn, lập tức giật mình đến toàn thân đông cứng. Trung trung cầm vật đó trên tay, nhìn tinh xảo ba chữ khắc điêu luyện, hoàn toàn chết lặng, huyết vân lệnh. Chương 8 Nhận chủ Nguồn mê truyện audio com nhìn khối ngọc lệnh đỏ tươi hình đám mây trên đó khắc tinh xảo ba chữ huyết vân lệnh bạch khả y nội tâm chấn động không dứt huyết vân lệnh đại biểu cho cái gì chính là quyền điều động trường vân điện mạng lưới tình báo tin tức lớn nhất huyền minh đại lục tương truyền rằng để ngồi lên được ngôi vị điện chủ trường vân điện bắt buộc phải được huyết vân lệnh thừa nhận đây là ngọc lệnh có linh tính chủ nhân của nó phải mang trong mình dòng máu tinh thuần đủ để áp chế âm hàng cùng huyết tính trong nó. Là báu vật mà mọi thế lực trong giang hồ thèm khát, kiếp trước Bạch Khả Y đã từng nghe nói qua, huyết vân lệnh là một khối cổ ngọc làm thành. Vị chủ nhân đầu tiên của nó đã dùng huyết tinh của mình nhuộm đỏ màu ngọc, cộng sinh tu luyện, tạo cho nó một tia linh tính. Khi vị chủ nhân đó xuất quan, lập nên trường vân điện, dùng nó làm vật truyền thừa, là đại biểu cho điện chủ các đời của trường vân điện. Vì vậy, để áp chế nó, các đời điện chủ đều mang huyết tinh thuần tính, có thiên phú cùng tài năng kinh người. Nhắc đến đây, một mảng ký ức đau thương lại hiện lên trong tâm trí của Bạch Khả Y, sở dĩ nàng nhận ra huyết vân lệnh là bởi vì tiền kiếp nàng có duyên nhìn thấy. Lúc đó, sư phụ say rượu, ngủ gục dưới gốc đào, nàng vất vả dùng sức chín trâu mười hổ mới dìu được người vào trong động phủ, trong lúc vô tình phát hiện ra khối huyết ngọc đánh rơi dưới nền đá nàng chính là tò mò cuối xuống nhặt thì một luồng nội lực như vũ bảo đánh tới làm nàng văng xa mấy bước lồng ngực đau nhói hít thở không thông vài giọt máu tràn khỏi khóe miệng khó tin nhìn lão nhân một khắc trước còn say bất tỉnh nhân sự giờ khắc này một thân nhiếp nhân lạnh lùng khí chất đôi con ngươi vốn dĩ đen huyền giờ đây chuyển qua đỏ rực khát máu bạch khả y hoảng sợ không thôi sư phụ nàng làm sao vậy đi đi chuyện hôm nay tuyệt phi truyền lưu ngoại nhân để lại một câu như vậy sư phụ đuổi nàng ra ngoài bế quan tu luyện đến hai tháng vốn dĩ như vậy sự tình nàng chính là không để trong lòng sau này khi đăng cơ đế vị mạc thanh phong hậu vị cho nàng hắn một mực bên tai nàng nhắc đến huyết vân lệnh hắn muốn mượn sức trường vân điện để ổn định thế lực mà mấu chốt là nàng lý do rất đơn giản hắn biết được tiếng gió cốc chủ dực hoa cốc có giao tình với vị điện chủ thần bí kia muốn nàng quay về dùng sư đồ tình nghĩa giúp hắn lôi kéo quan hệ. Ha ha! Đực cười biết chừng nào. Khi nàng ăn trộm dược hoa bí điển cho hắn, có ba quyển, dược hoa công pháp hắn chiếm riêng tu luyện, dược hoa y pháp cùng dược hoa độc thuật hắn bắt nàng học đến thành thạo, viên thâm. Mục đích à, chính là để nàng dùng độc thuật ám hại trung thần, dùng y thuật cùng danh xưng dược hoa cốc chủ. Đàm lão thần y đồ đệ để lừa tâm thiên hạ hắn ngồi vững ngai vàng, nàng bị đuổi khỏi sư môn. Lúc nàng tuyệt vọng nhất, hắn đã thề cả đời yêu nàng một người, kiếp này chỉ mình nàng là thê tử, không để nàng chịu bất kỳ thương tổn gì. Vậy cuối cùng thì sao? Khi nàng hết giá trị lợi dụng, đổi lại được sự ghẻ lạnh của hắn, đổi lại được cái chiếu phế hậu đáng kinh kia, đổi lại được ly rượu độc làm nhân tâm lạnh lẽo ấy. Ha ha! Bạch Khả Y, ngươi chết chẳng oan chút nào đến chết vẫn cứ ngu ngốc như vậy. Chân tâm không thấy lại đi lấy thứ bạch nhãn lan kia. Đáng đời một kiếp ngươi sống như một con cờ, thấy nàng ngây ngốc ở đó, lão nhân liếc mắt khinh thường, biểu môi chê bai. Thật không có tiền đồ. Sư. Phụ. Này. Sao? Sao người lại đưa cho con? Tặng con chơi chơi, sư phụ à, đừng đùa như vậy có được hay không? Tặng. Cho con. Hừ. Con có ý kiến gì? Không không, chỉ là thứ này. Cũng chỉ là thứ đồ chơi, bỗng nhiên, lão nhân ngước mắt lên, đôi con ngươi vốn ngà ngà men say trở nên sâu thẳm huyền bí, giọng nói tĩnh lặng mà uy nghiêm truyền ra. "Nha đầu, trước đây ta không cho con động vào nó là vì tâm con quá đơn thuần, không khống chế được huyết tính của nó. Bây giờ con trưởng thành rồi, ta biết con không còn là nữ hài tử nhiều năm về trước hèn yếu vô năng nữa." ta cũng nói cho con ta nhận con ngoài giao tình của ta cùng con phụ mẫu còn vì huyết tinh của con vô cùng thuần tính phù hợp là người kế vị ta nha đầu trường vân điện đời thứ năm ta giao cho con hy vọng con đừng làm ta thất vọng sư phụ không phải con muốn trở về báo thù cho cha nương sao đi đi đừng ngu ngốc phạm sai lầm lần nào nữa ta không phải lúc nào cũng sẽ bảo hộ được con nhớ kỹ thân phận con không được để ngoại nhân biết được đồ nhi hiểu bạch khả y vừa dứt lời bóng người vốn dĩ trước mặt nàng lại bỗng nhiên xuất hiện sau lưng nàng một trưởng phong thình lình ập đến nguồn nội lực khổng lồ cuồn cuộn chảy vào trong cơ thể nàng làm nàng hoảng hốt kinh mạch như muốn nổ tung máu trong cơ thể toán loạn di chuyển cuối cùng không chịu được nữa nàng phun một nguồn máu ra khỏi lồng ngực trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh Lão nhân nhẹ nhàng bế nàng đặt lên giường, lấy chuỷ thủ rạch ở ngón tay nàng một vết nhỏ. Dòng máu đỏ tươi đẹp mắt theo ngón tay thon dài chảy xuống, nhỏ lên huyết vân lệnh. Ngọc lệnh bỗng dưng vụt sáng đỏ tươi, thập phần quỷ dị, kinh tâm động phách. Ta chỉ có thể giúp con đến đây, con đường sau này nhờ vào tạo hóa của con vậy, nói rồi. Bóng người vụt mất khỏi căn phòng, chỉ để lại rèm cửa vẫn còn đinh đang lay động. Chương 9 Trường Vân Điện Chủ Đời Thứ Năm Nguồn Mê Truyện Audio .com. Sáng hôm sau, mặt trời đã gần lên đỉnh, trên chiếc giường gỗ tinh xảo lấy lam sắc làm chủ đạo, bạch khả y mắt phượng khẽ động, từ từ mở ra, toàn thân vừa nhúc, đau đớn như ngàn vết đau chém vào da thịt làm nàng nhíu mày, nhẹ nhàng hít vào một ngụm khí lạnh. Phải mất một lúc, bạch khả y mới ngồi dậy được, an tĩnh dựa bên giường, quan sát túi gấm đặt bên cạnh cùng một vài quyển sách cổ cố gắng với tay lấy túi gấm nhẹ nhàng mở ra ngọc lệnh huyết vân đỏ tươi thật sâu đánh vào thị giác nàng làm nàng không khỏi ngây ngẩn nàng biết đây là ý gì nhận chủ khối ngọc lệnh này thực sự nhận nàng làm chủ sắc ngọc đỏ tươi rực rỡ không còn vẻ âm u lạnh lẽo quỷ dị như hôm qua điều đó chứng tỏ ngọc lệnh huyết vân vừa được tắm tinh thuần dòng máu mà máu đó là của nàng, trong kinh mạch của nàng, nguồn nội lực khổng lồ mà sư phụ truyền thừa đã không còn tán loạn nữa. Nó an tỉnh chảy, xoa dịu hết những đau đớn trong cơ thể. Mà nàng dám khẳng định, nội lực này nhanh như vậy ổn định 10 phần là do nàng cùng huyết lệnh khế ước. Người bình thường gặp tình huống này chắc chắn là kinh mạch bạo phát mà nổ tan xác rồi, thế nhưng nàng vẫn an an ổn ổn ngồi đây như chưa có việc gì. Huyết vân lệnh này, bảo vệ A đem ngọc lệnh để xuống. Cầm một quyển sách cổ xem xem, trên đó chính là đề vài chữ trường vân bí tịch. Lật mở vài trang, ánh mắt bạch khả y co rụt lại, chả trách A à, kiếp trước nàng như vậy y thuật cùng độc thuật học đến tinh thông, nhưng vẫn cảm thấy rất nhiều chỗ thiếu sót. Hóa ra, cái để che mắt thiên hạ dực hoa bí điển kia cũng chỉ là một phần nhỏ của trường vân bí tịch này, cũng chỉ là một mánh khóe lừa dối ngoại nhân của sư phụ. Thảo nào A à, khi nàng ăn cắp bí điển đưa cho Mạc Khanh, sư phụ không tức giận người chỉ vô cùng thất vọng về nàng người biết những thứ đó xuất đạo thế gian cũng chẳng gây ảnh hưởng gì lớn và cũng không phạm phải môn quy của trường vân điện thật ra từ tiền kiếp nàng đã phần nào đoán ra thân phận của sư phụ thử hỏi xem một sơn cốc nhỏ bé lánh đời như này làm sao có thể khiến nhân sĩ giang hồ lẫn quan lại hoàng gia đều phải e ngại nhượng bộ chính là vì có một thế lực thần bí cường đại âm thầm bảo hộ dực hoa cốc vì vậy ngoại nhân đồn rằng, cốc chủ dực hoa cốc có giao tình cùng trường vân điện, được trường vân điện âm thầm bảo hộ, khiến toàn bộ thế lực bên ngoài không dám có nửa điểm dị tâm trọng sinh sống lại từ một năm trước, lúc nàng chuyển biến tâm tư, sư phụ cho lục yên theo bên cạnh nàng, miệng nói là hầu hạ nhưng thật ra chính là bảo hộ. Vì nàng biết được, lục yên phi thường không đơn giản, thân thủ cùng võ công sâu không lường được và đặc biệt nhất nàng ấy cực tinh thông dùng chủy thủ nàng từng phát hiện bên người nàng ấy luôn màng theo một thanh chủy thủ tinh xảo, vỏ nạm lục ngọc, vô cùng sắc bén, là bảo vật vô giá. Yêu thích vận lục y, tâm tính thất thường, khả năng cận chiến hoàn hảo, sở trường dùng chủy thủ, binh khí tùy thân là thanh vân. Một thanh chủy thủ màu xanh ngọc, ngoài lục hộ pháp, hộ pháp đứng hàng thứ năm trong ngũ đại hộ pháp của trường vân điện thì còn có thể là ai? Có huyết vân lệnh, sai sử được hộ pháp ngũ sắc của điện trường vân, nàng có ngu ngốc đến mấy cũng đoán ra được sư phụ cùng vị kia thần bí điện chủ căn bản là cùng một người chuyện này nếu truyền ra ngoài không biết sẽ lại oanh tạc đến thế nào đi nhưng vạn vạn bạch khả y không ngờ được sư phụ lại giao trường vân điện cho nàng chọn nàng làm người kế vị trọng trách này quả thật là một sự khảo nghiệm a à, xem qua cả ba quyển bí tịch bạch khả y mới hài lòng rời giường có này nguồn nội lực cùng trường vân công pháp nàng phải nhanh chóng tăng cường võ công của bản thân Kiếp trước vì không biết thứ này, nàng bị người ta hãm hại bao nhiêu lần, suýt nửa bồi luôn cả mạng. Kiếp này, những người đó, vẫn là hảo hảo chờ xem đi, rửa mặt thay quần áo, bạch khả y chậm rãi ra khỏi phòng. Nhìn bên cạnh lục yên một bộ cung kính, nàng biết lục yên đã biết được nội tình, chân chính đem nàng vi chủ tử. E. Cũng phải tìm thời gian thích hợp để ra mắt này vị trí tân điện chủ một phen A, ra khỏi phòng, vừa bước xuống sảnh chính của khách điếm, Bạch Khả Y liền bắt gặp ngay một bóng dáng quen thuộc. Nam tử vận Bạch Y thịnh tuyết, tuấn nhan hoàng mỹ toát lên vẻ vô vàng phong lưu, mắt hoa đào đẹp đến khó tả không ngừng lưu chuyển. Làn da của hắn trắng đến gần như không có tì vết, bạc môi mỏng khẽ câu lên nụ cười khuynh quốc khuynh thành nhưng rất ư là đáng đánh đòn, thấy nàng, nam tử nhiệt tình vẫy tay, miệng không ngừng ríu rít. Tiểu Lam Lam ta ở đây A à Bạch Khả Y Thái Dương giật giật, rất có xu thế muốn một chưởng chụp chết tên kia yêu nghiệt này, sao lại đến đây rồi a? À? Chương 10 Lam Tuyết Cô Nương Nguồn Mê Truyện Audio com Bạch Khả Y đưa tay đỡ tráng, bây giờ nàng bỏ chạy có kịp không a? À? cổ đông sơ không nhận ra ý đồ của ai đó, một bộ dạng nhiệt tình đứng lên khỏi bàn, dùng lực toàn thân mà ra sức vẫy gọi, Bạch Khả Y nghĩ nghĩ. Có phải nàng nên tặng hắn một chiếc khăn tay làm quà gặp mặt không? Nhìn tên này rất có khiếu làm tú bà đi, chậm rãi bước xuống lầu, Lam Y trên người phiêu diêu theo từng bước chân di chuyển. Mái tóc đen tuyền vấn gọn ra sau, cố định bởi một cây trâm ngọc. Mắt Phượng Phi Dương, bên môi nở nụ cười câu nhân tà tứ, đơn giản nhưng không tục, biến nhát nhưng không làm mất đi khí chất cao quý trời sinh. Hảo cho một câu xuất sắc thiếu niên lang, dưới đại sảnh, khách nhân nhìn đến ngây người. Mới sáng ra đã như nào gặp toàn cực phẩm vậy? Có để cho người khác sống nữa không đây, cổ đông sơ hiếp mắt nhìn bộ dạng nam trang cãi đến thành thục của ai đó, bạc môi nhẹ tiếu, bờ mi cong dày không che được cảm xúc khác lạ xẹt qua đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia. Thấy người đến gần, cổ đông sơ sáp lại bên cạnh, một bộ lưu manh nhỏ giọng dụ dỗ. Nhóc con, biến mất lâu như vậy, không nhớ sư huynh sao, bạch khả y liếc mắt nhìn sang, một bộ dạng không quen không biết, dững dưng đến bức người nào đó đau lòng ôm ngực. Ô nhìn xem nhìn xem. Còn ai vô lương tâm như đệ nữa không a, à, ta bôn ba vì đệ khắp trời nam đất bắc. Đệ lại thế nhưng một câu cảm kích cũng không hồi. Ô ô, ta đau lòng chết mất, Bạch Khả Y vô ngữ nhìn người trước mặt. Thấy mọi người chính là quay lại phía bên này nhìn nhìn, nàng đành nén xúc động muốn một chưởng chụp chết ai đó, cắn răng nhỏ giọng cười cười. Bớt diễn kịch đi, đồ của muội đâu? Có gì thưởng cho ta? Huynh muốn độc thường hay cực độc, ha ha. Thay vào đó ta lại càng thích xuân dược hơn. Nhìn vẻ mặt hồ ly của ai đó, Bạch Khả Y tức đến đau răng. Tên này vẫn là không bao giờ đứng đắn tử tế được đi. Mồm miệng vẫn cứ lưu manh như vậy. Cái hình tượng hoa hoa công tử của hắn quả thật là không hoa. Nàng rất nghi ngờ, sư phụ ở đâu nhặt được một cực phẩm như này a? À, thỏa mãn nhìn vẻ mặt đen thui của Tiểu Nha Đầu cổ đông sơ nhẹ nhàng rút một túi đồ từ tay áo ra đặt lên mặt bàn. Nhìn sự hưng phấn không giấu được trong mắt nàng, hắn không khỏi hứng thú. Nha đầu này, từ một năm về trước, sau lần xảy chân ngã xuống hố tuyết, hôn mê mất ba ngày ba đêm, sau khi tỉnh lại tính tình đại biến. Không còn vẻ ngây thơ, ngốc nghếch chạy theo chân hắn. Không còn vẻ mặt mít ướt khi bị hắn cướp mất đồ ăn. Không còn cái thiện lương trong sáng của thiếu nữ 13 tuổi nàng trầm tĩnh ít nói hơn hẳn, suốt ngày lao đầu vào điên cuồng học tập, chế thuốc, không cho bản thân một khắc nghỉ ngơi nào. Mệt không khóc, mỏi không than. Nha đầu này, làm hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Nàng, thay đổi rồi. Không biết lý do vì sao, nàng chỉ bảo mình mơ thấy ác mộng, không muốn tiếp tục nhu nhược như vậy nữa. Ngoại nhân không rõ, người ta chỉ biết rằng dược hoa cốc chủ có ba đồ đệ, Đại đồ đệ Dạ Thần Công tử Am Hiểu kiếm pháp, tinh thông trận pháp, là một nhân vật thần bí nổi danh, nhị đồ đệ Đông Sơ công tử, sở trường độc thuật, đào hoa có tiếng, tính khí thất thường, tam đồ đệ Lam Tuyết cô nương, hay còn được nhân gian gọi một tiếng tôn kính Lam cô cô, thường vận nam trang lam sắc, tinh thông y thuật, thường hay hành tẩu cứu người, nhưng hắn hiểu, nàng không chỉ giỏi y, về độc nàng cũng không hề thua. Kém hắn thậm chí còn có thể hơn cái thứ điên rồ một năm qua bạch khả y lao đầu vào học chỉ có độc hắn còn nhớ như in nữ hài tử sau ba ngày hôn mê tỉnh giấc ấy ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là sự sâu thẳm huyền bí âm u lạnh lẽo đến đáng sợ thù hận cùng quyết tuyệt có thể thiêu đốt bất kỳ thứ gì trên thế gian này nàng giống như một lệ quỷ bò lên từ địa ngục muốn nhấn chìm toàn bộ thế gian này trong gió tanh mưa máu khoảnh khắc đó hắn thực sự sợ hắn muốn che lại đôi mắt nàng không cho nàng nhìn thấu cái vô tình của vạn vật thế gian nhưng hắn lại không làm được thôi đi vẫn là để nha đầu này hảo hảo quậy phá cùng lắm hắn đi sau dọn dẹp hậu quả là được rồi coi như huynh làm việc không tồi vậy đi coi như trả công mũi dắt huynh đi xem kịch vui như nào nhìn bộ dạng được lợi còn giả bộ hào phóng của bạch khả y cố đông sơ trợn mắt khinh bỉ không đi Hừ. Đi thì đi. Lần này ta mới không bỏ qua cho muội dễ dàng như này đâu." Bạch Khả Y cười khẽ. Cũng không nói nhiều, nhàn nhã ăn xong bữa sáng. Một lát sau, Lục Yên từ ngoài đi vào, hưng phấn không thôi phi lại chỗ Bạch Khả Y bẩm báo. "Chủ tử, cá cắn câu rồi."